có 11 giờ mà nghe nó làm cái đùng xuống như này là nó xuống hết trơn nguyên khúc luôn vậy. Một cái máy đó, chị không ngủ dưới, phải ngủ dưới, mắc kẹt chết luôn rồi. Nó khóc luôn đó, nó nói giờ không có còn tương khóc rồi nói chứ. Chứ hỏi buôn bán mà sống hàng ngày mà hỏi mới bỏ đồ gì mười mấy 20 triệu dưới quán á. Thiệt hại luôn, không còn cái gì hết trơn luôn. Là cái nơi sinh hoạt, tức là nhà cửa của họ khi sạt lở vậy không còn an ninh nữa thì họ rất là khó khăn trong cái gì cuộc sống tại chỗ. Thứ hai á, kết hợp với cái sinh hoạt, vì cặp những bờ sông này là họ có điều kiện là kinh doanh buôn bán nhỏ, đó là cái nguồn thu nhập chính của họ. Khi họ phải di dời, họ bị ảnh hưởng.